Mình nhớ nha. Đó, Boston, màu son nào. Cái bài này. Cái bài của ông không chịu qua nữa. Dạ, ba đi ba đi ạ. Hay hơn cái bài này. Boston, so hay đó. Mương biết đâu. Thèm. Mương ăn. Đáng thèm mất cái bảy được cái chỗ ăn. Tiếng Việt nó vô là vô điện phút rồi. Đạp cái này 5 phút mấy. Bài này mới dài lắm á. Đừng có lặp lại đi lặp lại đúng không? Cái bài của ta từ đầu nó ra thì từ đâu không? Vì nói vậy đó, nhiều tùy ca sĩ nó ra, nhưng mà theo origin đó thì nó lặp lại đó, lặp lại từ đầu đến cuối đó. Và mình lặp lại là với điều kiện người ta không có ca tiếng Hoa. Em có tiếng Hoa không? Không, người ta ca thì nó ca hai lần. Hai lần tiếng Việt thì ca. Tiếng Việt thì ca hai lần. Tiếng Hoa nó không chạy thôi, hiểu không? Mà bài này nó dài cái đường ra là 6 phút lận á, 5-6 phút dài cũng dài. Tại lúc anh ta hát chậm nữa, 140 à, chậm 6 phút lận á, kiệt sức luôn. Kiệt sức á, hát chậm chậm mà nó mới du dương. Đúng rồi, chậm mà kiệt sức. Chậm á. Tùy theo bài. Thì người ta nói bài này. Bài này ban hả? Bài này ban. Nhưng mà Cường hát kiệt chậm 140. Rồi, chú Cường, lên. Cố gắng lên. 145. Để nó 155 người theo, 104, 103 được Cường. Cường thích hát 10, có người thích hát đẹp, thích hát nhanh. Có người ta thích hát chậm. Ờ, có người thích hát 160 với Cường ơi. Để nó chậm mà mọi người. Thôi qua anh xem hát bài. Dạ, còn nhớ anh. Tình hẳn. Tình hẳn đã quên đi. Chắc chưa lòng. Mà ổ đi xin hẳn cho 80 mấy lần á. Mình hẳn. Nó nói xong lắm. Mình hẳn 100 được thôi.
Chị Phấn hát đi. Hàng luôn, bỏ hàng luôn. Chị Phấn vô đây.